bằng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay chúng tôi đã kiếm được một chiếc máy cưa nhặt bãi công suất khá là lớn. Từ trước đến giờ thì các bạn có thể thấy được khi các bạn theo dõi những kênh video Điện Máy Bình Sơn thì chúng tôi hay tập trung vào những cái dòng máy cưa xích công suất nó dòng nhỏ thôi để các bạn có thể sử dụng trong gia đình hoặc là cắt tỉa một cách rất là thuận tiện và đơn giản. Hôm nay thì chúng tôi có về được một chiếc máy cưa Singu G1200. Như theo cái thông tin chúng tôi tìm hiểu được thì cái dòng Singu này thì công suất của nó khá là lớn. Con này các bạn có thể thấy làm theo máy luôn nhá, làm zin luôn. Làm xích zin, làm xích nguyên bãi theo máy về luôn các bạn nhá. Xích này là xích to. Xích này là chân 3/8 to. Và lam này là lam Singu luôn các bạn này, lam Singu luôn, lam này và cái máy này là một thì các bạn có thể hiểu được này, lam Singu, máy Singu thì có nghĩa là cái lam này là lam chưa thay, lam zin. Và cái lam zin của nó mà nước sơn của nó còn như thế này thì các bạn có thể hiểu được và nó còn quá chất, còn quá mới. Nếu không nhầm thì lam này là lam, xem nào, thì xích hơi căng nhưng mà tôi đoán chắc chắn cái lam này là lam trượt, không phải lam sao, phải lam bi. Thì khi các bạn cắt nó sẽ ok hơn. Lam này các bạn có thể dòng chữ Singu 20, lam này chắc khoảng tầm 60 phân. Nếu các bạn cắt là khá là ok, mới tinh luôn. Xích còn rất là nhiều, các bạn nhìn này, xích người ta lấy xích cực kỳ nhọn luôn, rất ngon. Cái cưa này thì chúng tôi vừa về rửa qua một chút thôi, chúng tôi quay luôn, test nổ và kiểm tra quay luôn lên cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy được máy còn rất là bẩn này. Nếu ai ok lấy thì chúng tôi sẽ dọn vệ sinh một cách kỹ hơn. Cái này là phải lau dầu, lau giết các thứ, nó khá là mất thời gian và công đoạn. Do cái cưa này nhìn nó khá là độc và lạ, do đó thì chúng tôi rất là sốt sắng quay luôn lên cho bạn ngắm xem. Các bạn có thể thấy được phần lắp làm xích của nó nhìn quá là kinh khủng luôn. Đây là một trong những cái chi tiết mà nó độc, nó lạ, nó khác hoàn toàn so với những cái cưa bình thường. Cưa bình thường thì khi với cái lốc gần đây thì làm xích nó sẽ ốp đây luôn. Còn này khả năng hình như nó truyền ra cái gì sao lại lốc nó dài hẳn ra như này để nó bắt làm xích này. Chắc chắn là do cái nhôm truyền này quá là dài. Ấy các bạn thấy không? Nhìn nó khác bò thật. Ốp xích hở. Ốp này ốp zin luôn các bạn nha. Nó thiết kế kiểu này như thế này chứ không phải nó vỡ. Các bạn nhìn không? Thiết kế zin luôn. Con này hơi lớn các bạn đấy, bộ hơi đây. Rất là ok luôn. Tiếng chạy cực gắt. Xăng đổ bên trên, chế dưới. Dòng này cực kỳ trâu bò luôn, lốc hợp kim là chắc chắn luôn. Dòng này thì theo tôi đánh giá nó rất là trâu, tức là phần cơ của nó chạy cực kỳ ok luôn. Xác của nó khá là nặng, chiếc này xác của nó nặng khoảng tầm mình nhớ không nhầm thì như là hơn 7 cân. Xác rất là nặng. Con này thì theo như tôi tìm hiểu ở trên chiếc trang mạng thông tin ấy, vì những cái máy này bản chất vì sao nhá, thứ nhất là mình không va vào nhiều, thứ hai ấy là không ai máy đang chạy bình thường mình lại tháo ra là mình đo quả cả. Thì những cái thông tin về những cái máy này ấy, Singu G1200 thì chúng tôi có search ở trên các cái thông tin trên mạng, những cái website Singu của nó thì cái cưa này công suất của nó tầm 63cc, tức là quả của nó sẽ rơi vào tầm hơn 40 ly, 45 đến 48 ly là quả piston ấy. Như thế là khá là lớn, nó tương đương với con 365. Chiếc này là lớn đấy các bạn ạ. Cắt chạy cực kỳ hay luôn. Gà rất bốc. Vừa nãy lát nữa chúng tôi sẽ nổ thử để các bạn nghe tiếng máy để các bạn cảm nhận một cách rõ ràng và chi tiết nhất. Đây chúng tôi sẽ quay qua cho các bạn xem về hình thức hình dáng của máy thôi. Giá này khá là hợp lý thôi, nếu các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn. Như tham khảo của một số bác chia sẻ về cái khả năng chạy của cái máy này thì các bác đều chia sẻ chạy cực kỳ bền. Đây giảm áp này. Các bác chia sẻ cực kỳ bền luôn, chạy nồi đồng cối đá trâu bò. Dòng này đồ thì nó cũng sẵn, không hề hiếm một tí nào cả. Nên là nhiều bác rất là lo hay lo về vấn đề đồ đạc thì rất là sẵn nhá. Con này thì lam xích đầy, bao la, nhôm sẵn. Máy này nhôm rời mà. Rồi một lần nữa thì nếu các bạn muốn mua hàng có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 457 099 hoặc 0987 415 399. Nếu các bạn thấy video này hay có thể like, subscribe kênh, đăng ký và bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất nhá. Chiếc này thì quá là to rồi, quay lại một lần nữa cho các bạn xem nhé. Nhìn quả ốp lam nhìn chán hẳn luôn, thật sự luôn, chán hẳn, chán toàn tập luôn. Singu 1200. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau. Đây là một cái video ngắn để chúng tôi có thể quay nhanh cho quý vị các bạn xem một cái dòng máy cưa nhật công suất lớn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.